chỗ nào ok chuẩn nhá, một góc khoảng 45 độ so với cái mặt lồi nhất của cái lô sấy. Và bị ok và bị khoảng 45 độ và chúng ta kéo ra. Đấy là cách để nhận chuẩn chuẩn như thế. Đấy là khi chúng ta thổi nhiệt vào là chúng ta phải để như này này, một góc là khoảng 45 độ. 45 độ làm gì để nó thổi vào cái phần lồi ra này, thì vậy cái lớp 6 xuống thì bởi vì cái biểu bị